Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Hoàng Thịnh thì chia sẻ giao lưu tới quý cô chú anh chị lô nho thân gỗ nha. Này mình có thể trang trí, mình trồng sân vườn, mình sử dụng trái rất là ngon quý cô chú anh chị. Lô này đang cho trái rất là sai nha. Sau đây gặp Hoàng Thịnh để chi tiết cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi chào em. Dạ em chào anh Thái ạ. Dạ em chào cô chú anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Hôm nay nhà vườn em có gì lô nho thân gỗ 12 vụ ha. Cây đang cho trái rất là sai luôn ạ. Em vì nhiều mặt hè giá khác nhau để cho cô chú anh chị mình tha hồ lựa chọn ạ. Dạ để không làm mất thời gian em xin vô cây số 1. Là một cây nho thân gỗ 12 vụ ạ. Cây này thì đang có bông và có trái nha cô chú anh chị. Phơm tàn thì rất là lớn ha, cây đang xanh tốt ha. Cây này em thường chậu từ nhỏ luôn ạ. Rồi mã số 1 có chiều cao là 1m48, tán ngang là 90, hoành là 9 ạ. Rồi mã số 1 em xin giao lưu là 900 ngàn ạ. 900 ngàn là em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0762966109 ạ. Cũng là số giao lưu luôn ạ. Em có trên vườn em còn số lượng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà xỉ 10 cây, 20 cây thì có thể liên hệ số điện thoại giúp em ha. Rồi, mã số 2 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ạ. Cây đang cho trái nha cô chú anh chị. Trái tới trên luôn ha. Trái lên tới trên luôn ạ. Ở dưới đây thì búp ha. Trái của nó nụ bông thì nó đâm từ thân ra. Rồi, mã số 2 có chiều cao là 1m35, tán ngang là 50, hoành là 8 ạ. Mã số 2 em xin giao lưu là 850 ngàn ạ. Rồi, mã số 3 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ạ. Cây này thì đang cho trái từ dưới gốc nè cô chú anh chị ha. Trên tới trên luôn ha. Đang ra bông luôn nè. Đang ra bông luôn ạ. Rất là sai. Rồi mã số 3 có chiều cao là 1m20, tán ngang là 50, hoành là 8 ạ. Mã số 3 em xin giao lưu là 750 ngàn ạ. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Khi em ship thì em ship luôn cả chậu ha. Rồi mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ạ. Cây nào cũng hoa lên tới trên. Cũng hoa lên tới trên luôn ạ. Cây đang có trái ha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 có chiều cao là 1m25, tán ngang là 60, hoành là 8 ạ. Mã số 4 em xin giao lưu là 850 ngàn ạ. Mã số 5 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ ha. Cây đang cho trái nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 có chiều cao là 1m20, tán ngang là 60, hoành là 7 ạ. Mã số 5 em xin giao lưu là 750 ngàn ạ. Rồi mã số 6 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ha. Ở vườn thì em còn số lượng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 6 có chiều cao là 1m35, tán ngang là 75, hoành là 8 ạ. Mã số 6 em xin giao lưu là 900 ngàn ạ. Rồi, mã số 7 cũng là một cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ha. Cây này thì đang cho trái sống và trái chín, có nụ bông rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 7 có chiều cao là 1m1, tán ngang 50, hoành là 7 ạ. Mã số 7 em xin giao lưu là 700 ngàn ạ. Mã số 8. Mã số 8 có chiều cao là 1m15, tán ngang là 60, hoành là 7 ạ. Trái một chùm luôn quý vị. Trái một chùm luôn nha cô chú anh chị, rất là sai ha. Rồi mã số 8 em xin giao lưu là 800 ngàn ạ. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Khi em ship là em đóng khung nguyên cái chậu này ha. Rồi mã số 9. Mã số 9 có chiều cao là 1m15, tán ngang là 75, hoành là 8 ạ. Mã số 9 em xin giao lưu là 850 ngàn ạ. Cây đang xanh tốt rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10. Mã số 10 có chiều cao là 1m15, tán ngang là 60, hoành là 8 ạ. Cây đang ra nụ bông nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10 em xin giao lưu là 750 ngàn ạ. Rồi, mã số 11 có chiều cao là 1m20,
tán ngang là 60, hoành là 8 ạ. Cây đang ra trái và bông rất là sai. Từ gốc tới trên luôn quý cô chị. Từ gốc lên tới trên đọt luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 11 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Rồi mã số 12. Mã số 12 có chiều cao là 1m15. Tán ngang là 65. Hoành là 5 ạ. Em đã đại diện cây bên đây nha cô chú anh chị. Tại vì cây này là nó hai cây ha. Một bầu của nó hai cây nên em không có tét là được rồi, tại vì nó đã bám rễ với nhau hết rồi. Cây nào cũng đang cho trái ra hoa hết ạ. Rồi mã số 12 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Rồi mã số 13. Chiều cao là 1m20, tán ngang là 75, hoành là 8 ạ. Cây này đang ra bông nha cô chú anh chị. Nó vừa qua một đợt trái ha, trái nó rụng ở dưới nè. Bây giờ nó đang cho trái lại ha. Rồi mã số 13 có em xin giao lưu là 750.000 ạ. Rồi mã số 14. Mã số 14 có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 55, hoành là 7 ạ. Rồi mã số 14 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Mã số 15. Chiều cao là 1m1, tán ngang là 65, hoành là 8 ạ. Cây này thì đang ra nụ bông nha cô chú anh chị, nó vừa qua một đợt trái ha, trái của nó khô nó còn dính lên thân luôn. Rồi mã số 15 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Rồi mã số 16. Chiều cao là 1m1, tán ngang là 55, hoành là 8 ạ. Cây đang ra hoa nha cô chú anh chị. Rồi mã số 16 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Rồi mã số 17. Có chiều cao là 1m20, tán ngang là 40 ạ. Cây đang ra trái nha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Mã số 18. Chiều cao là 1m05, tán ngang là 70 ạ. Phơm tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Hoành là 7 ạ. Rồi mã số 18 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Số điện thoại giao lưu của nhà vườn em là 0762966109 ạ. Cũng là số Zalo luôn ạ. Cái dòng nho thân gỗ 12 vụ này thì nó có trái quanh năm nha cô chú anh chị. Rồi mã số 19 có chiều cao là 1m, tán ngang là 50, hoành là 7 ạ. Đóng búp rất là sai. Đang đóng búp rất là nhiều luôn ạ. Rồi mã số 19 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Mã số 20. Có chiều cao là 1m35, tán ngang là 60, hoành là 8 ạ. Phương tàn rất là lớn nha cô chú anh chị, cây đang đóng búp nụ ha. Rồi mã số 20 em xin giao lưu là 850.000 ạ. Rồi mã số 21. Có chiều cao là 1m05, tán ngang là 65, hoành là 8 ạ. Mã số 21 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 22. Có chiều cao là 1m20, tán ngang là 55, hoành là 7 ạ. Mã số 22 em xin giao lưu là 750.000 ha. Rồi, mã số 23. Có chiều cao là 1m15, tán ngang là 55, hoành là 8 ạ. Cây này thì nó đang búp nụ nha cô chú anh chị, nó vừa qua một đợt trái rồi ha. Rồi mã số 23 em xin giao lưu là 850.000 ạ. Rồi mã số 24. Có chiều cao là 1m, tán ngang là 65, hoành là 8 ạ.
Rồi mã số 24 em xin giao lưu là 750.000 ạ. Rồi mã số 25 là một gốc Mỹ ghép tím bướm nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m05 ha. Tán ngang của nó là 80 ạ. Hoành hiểm đó vị trí này nha cô chú anh chị. Là 17 rưỡi ạ. Em tính 17 ha. Đế rất là sạch nha cô chú anh chị, đế sạch là đế quái ha. Rồi mã số 25 em xin giao lưu là 400.000 ạ. Khi em ship thì em ship luôn cả chậu cho mình ha. Cây đang lên cây búp rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã số 26 là một gốc Mỹ dép ruby ạ. Cây hoa rất là đẹp ha. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Dạ, chiều cao là 65 ạ. Tán ngang của nó là 55 ạ. Cây này mình chơi bonsai rất đẹp quý anh chị. Cái này về mình vô dây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này là 18 ha. Bộ đế thì rất là sạch luôn ạ. Đế rất là quái. Rồi mã số 26 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Rồi mã số 27. Cây này với cây vừa rồi là một cặp quý anh chị. Là một cặp nha cô chú anh chị. Màu rất là sáng à. Màu rất là sáng, rất là đẹp luôn ạ. Chiều cao của nó là 55. Tán ngang 50 ạ. Hoành hiểm đo vị trí này ha là 14 ạ. Rồi mã số 27 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Rồi mã số 28 là một cây mai dạng phúc ạ. Tàn tròn như trái banh ha. Tàn tròn như trái banh luôn ạ. Đang ra hoa nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao của nó là 78 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Dạ, hoành là 16 ạ. Để tứ diện của anh chị, thần chậu á. Tứ diện rất là đẹp luôn ạ. Khi em xếp thì em sẽ rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 28 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Rồi, mã số 29 cũng là một cây mai dạng phúc luôn ạ. Đang lên hoa rất là sai luôn ạ. Dạ, chiều cao của nó là 80. Tán ngang em đang hạo cho mình là 95 ạ. Phong đàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Quạnh đo vị trí này là 16 ha. Có củ đế rất là đẹp luôn ạ. Khi em xếp thì em cũng rút chậu ở bầu luôn ạ. Rồi, mã số 29 em xin giao lưu là 350.000 ạ. Rồi, mã số 30 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em hôm nay luôn ha. Dạ, chiều cao của nó là 90. Tán ngang là 85 ạ. Cái này thì củ đế rất là lớn nha cô chú anh chị. Quỳnh là 16 ạ. Củ đế rất là lớn nha. Rồi, mã số 30 em xin giao lưu là 350.000 luôn ạ. Dạ, phần cuối clip em xin chúc cô chú anh chị có một ngày mới hoặc là nhiều niềm vui và thành công trong công việc ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ha. Dạ, em xin chào, em xin cảm ơn ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trên kênh ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn nha.